bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định. Em ghi vào nhé. Dạ. Ngày đăng ký là ngày 14 tháng 1 của năm nào đó nhé. Cái bảng đăng ký này mình có thể lập khi mà công ty mới thành lập này, hoặc là khi công ty mình có phát sinh tài sản cố định đầu tiên. Dạ rồi. Rồi, thế thì một trong hai thời điểm đấy thì mình sẽ làm cái bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định. Ý nghĩa của cái bảng này, ví dụ như em mua một cái tài sản cố định nhé. Yeah. Một tài sản cố định là 50 triệu chẳng hạn, hoặc 100 triệu đi. Đó. Yeah. Em dùng trong vòng bao nhiêu lâu đấy, nó y như giống như tương tự ý nghĩa thì nó giống như công cụ dụng cụ nãy mình vừa phân bổ á. Yeah. Ví dụ như cái giá trị là 100 triệu, mình dùng thời gian là ví dụ như là 5 năm. Yeah. Đó, thì khi mà mình đăng ký cái phương pháp trích này, là phương pháp trích khấu hao ở đây có nhiều phương pháp. Cái khấu hao là gì nhỉ? Khấu hao là ví dụ em mua một cái ô tô á, thì em càng dùng thì nó càng bị khấu hao, càng bị hao mòn đi á, cái đấy gọi là hao mòn. Hay còn gọi là khấu hao. Em hiểu chỗ hao mòn hay khấu hao chưa? Dạ rồi. Thế thì khi mà nó giảm đi thì mình sẽ được tính cái khoản đấy vào chi phí. Dạ. Tức là cái giá trị ban đầu khi tài sản cố định mua về em chưa được tính vào chi phí cả đâu nhá. Mà mình phải chờ khi nào mà nó khấu hao xong. Khấu hao được từng nào thì mình sẽ tính vào chi phí từng đấy. Nhá. Khấu hao tức là giá trị tài sản cố định giảm đi đó. Em hiểu chưa? Rồi. Đối với một doanh nghiệp bình thường thì sẽ có nhiều phương pháp tích khấu hao tài sản cố định. Như là khấu hao theo đường thẳng hay còn gọi là mở ngoặc là khấu hao đều đi. Khấu hao theo đường thẳng hay còn gọi là khấu hao đều, tức là mình lấy 100 triệu đó chia cho 5 năm, mỗi năm là bao nhiêu tiền đấy. Dạ rồi. Em lại chia tiếp cho cái số đấy cho 12 tháng, thì mỗi tháng như thế em sẽ tính cái khoản đấy vào chi phí. Dạ rồi. Cái phương pháp này được doanh nghiệp ưu tiên sử dụng bởi vì nó đơn giản, không lo về cái tính sai sót hay gì cả. Bởi vì là trên thực tế thì tài sản cố định nó không thể mà ít khấu hao theo đường thẳng lắm. Dạ. Bởi vì sao nhỉ? Ví dụ mình mua một cái tài sản ô tô về chẳng hạn, khi mới dùng thì nó sẽ khấu hao ít hơn. Là càng dùng nó sẽ nhanh hư hỏng hơn, hao mòn nhiều hơn ấy, đúng không? Dạ, đúng. Bởi vì khấu hao theo phương pháp nào thì cuối cùng thì vẫn khấu hao hết. Có 5 năm hay là 10 năm thì nó vẫn cứ hết cái giá trị đấy thì dừng lại không khấu hao nữa. Dạ rồi em. Ngoài ra còn có một số phương pháp khác, ví dụ như phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần chẳng hạn. Đấy thì là cái mà theo thực tế nhưng mà ít dùng bởi vì nó phức tạp hơn. Dạ. Nó phải tính tỷ lệ từng năm, ví dụ năm đầu mới mua thì tỷ lệ hao mòn ít hơn. Thì mất công kế toán phải tính toán nhiều hơn á. Thì thuế được phép là cho mình không tính cái phương pháp đấy. Nếu doanh nghiệp chọn phương pháp đường thẳng là nhàn nhất nhá. Dạ. Em hiểu cái này chưa? Thì cái này á, lưu ý chỉ một ý nữa là lúc nãy là mình làm cái sổ theo dõi công cụ dụng cụ á. Thì công cụ dụng cụ là những cái giá trị, những cái tư liệu lao động phục vụ sản xuất kinh doanh dưới 30 triệu đồng đúng không? Dạ đúng rồi. Thì cái tài sản cố định nó cũng tương tự ở một điểm là nó vẫn phải phục vụ sản xuất kinh doanh, nhưng nó khác một điểm là giá trị từ 30 triệu đồng trở lên, tính cái giá trị chưa có thuế nhá, trước thuế nhá. Dạ. Thì cái này em sẽ nộp cho thuế, là tức là mình làm cái này không phải làm file mềm gì cả nhá, em nộp bản cứng thôi nhá. Dạ. Em làm đánh vào Word này. Xong ấy có cái phương pháp khấu hao theo đường thẳng này rồi thì ký giám đốc ký. Dạ. Rồi mình sẽ lên làm hai bản, mình lên bên cơ quan thuế mình nộp một bản nhá. Là đã đăng ký rồi. Thì cái đăng ký này thì khi mà mình tính khấu hao mới được tính vào chi phí hợp lý. Nhiều bạn kế toán quên hay thuế nó họ gây khó khăn về cái mình chưa đăng ký phương pháp tích khấu hao thôi. Dạ. Đây sổ tài sản cố định như lúc nãy là cái sổ theo dõi trong một năm. Cái việc khấu hao của tài sản, của từng tài sản cố định. Rồi chị. Rồi. Thì cũng tương tự như bên công cụ dụng cụ nhỉ. Ví dụ như tài sản này mua này. Dạ. Nó sẽ có từng loại nhá. Ví dụ như nó là phương tiện vận tải hoặc là máy móc thiết bị vân vân. Đúng không? Cũng có đơn vị sử dụng này, số lượng này, thời gian mình mua này. Dạ có. Đó, rồi tổng thời gian sử dụng này nhá. Rồi. Rồi số tháng đã sử dụng này. Đó. À. Thì cái thời gian sử dụng như thế nào đấy thì sau này thêm mới thì là khi nào mà mình mua mới trong kỳ chị hướng dẫn ở cái thông tư nào nhá. Lấy chế độ thông tư kế toán nào. Chứ còn ở đây là mình đang gọi là đang thừa nhận, tiếp nhận cái số liệu của kế toán cũ người ta bàn giao. Người ta bàn giao, người ta để bao nhiêu tháng thì mình để theo bấy nhiêu tháng để cho nó khớp số liệu cái phần khấu hao á nhá. Rồi số tháng đã sử dụng này, còn lại này, đúng không? Nguyên giá ban đầu là 400 triệu, đã hao mòn được 120 triệu rồi thì tính đến đây là giá trị còn lại là 280 triệu, đúng không? Những cái tài khoản này là những cái tài khoản liên quan đến kế toán thôi. Thì tí chị sẽ lồng vào cái chỗ mà khi mình thao tác trên Misa nhá. Nhưng em lưu ý này, có hai cái cột bôi vàng này. Thì ví dụ như nguyên giá này. Nguyên giá này chính là giá trị ban đầu nhá. Em ghi đi. Trong cái bảng này thì lưu ý chị, khi mà kế toán bàn giao em để chị cột thứ nhất là cột nguyên giá.
Thứ hai là cột thao mòn lũy kế. Nguyên giá nhá, nguyên giá là 455 triệu là cái giá trị ban đầu nhá. Thì của mình nó khi em bán giao á thì em phải đối chiếu chị với cái cột số dư em ghi đi. Số dư tài khoản 211 trên bảng cân đối tài khoản. Chị đang mở cái bảng cân đối tài khoản này mà nó mạng hơi chậm. Nhưng em ghi vào vở chị nhá. Là cột nguyên giá dòng tổng cộng này nó sẽ phải khớp với số dư tài khoản 211 trên bảng cân đối tài khoản. Dạ, cái 211 đó là cái gì thì em mở cái hệ thống tài khoản trên Excel lên. Xem mình đã bôi vàng ký hiệu cái đấy chưa? Tài khoản 211 em kéo lên trên. Chưa. Đây, 211 em nhé. Đây. Đây, 211 là tài khoản tổng hợp nhất. Đó là tài sản cố định. Đúng rồi. Trong đó nó có những cái tài khoản con đó. Ví dụ như tài sản cố định hữu hình. Đúng không? Hữu hình là những cái mà mình nhìn thấy được. Đấy, nó có hình thái vật chất cụ thể thì gọi là hữu hình. Ví dụ như cái ô tô, cái xe máy, cái máy tính chẳng hạn, nó cứ từ 30 triệu đồng trở lên là được. Chưa? Dạ. Đấy gọi là hữu hình. Rồi. Ngược lại với hữu hình thì nó có vô hình chẳng hạn. Đó, nhưng mà mình ít dùng hơn. Ví dụ như vô hình hoặc là tài sản cố định thuê tài chính. Ví dụ như vô hình là cũng có thể dùng này. Là ví dụ như là em công ty mình mua một cái mảnh đất hoặc là một cái ngôi nhà chẳng hạn. Đúng không? Cái mảnh đất á, còn ngôi nhà nó là thuộc về hữu hình rồi. Nhá. Dạ. Thì cái mảnh đất thì nó có cái quyền sử dụng đất á, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất á, nhá, của mang tên công ty đi. Nhá. Thì cái quyền sử dụng đất đấy nó sẽ là vô hình. Dạ. Đúng không? Nó chỉ là một tờ giấy thôi nhưng mà nó có giá trị cao đúng không nhỉ? Dạ rồi. Còn chủ mình doanh nghiệp bình thường thì hay dùng cái tài sản cố định hữu hình, giống như doanh nghiệp này vàng bạc này cũng thế, nhá, phú quý. Thì ở đây ví dụ như phương tiện vận tải này nó hay gặp hơn, nó hoặc là máy móc thiết bị. Đó. Cái nào hay gặp thì chị sẽ bôi vàng vào để em về nhà em học nhé. Tất nhiên là sau này em áp dụng cho công ty em thì có thể nó vẫn có thể có cái mới hơn, khác hơn một chút, nhưng mà vẫn nguyên tắc áp dụng như thế. Được chưa? Dạ. Rồi tương tự như thế cột hao mòn lũy kế này. Em ghi đi. Hao mòn lũy kế. Tên sổ này nhá. Cái cột hao mòn lũy kế tên sổ dòng tổng cộng này nó sẽ khớp với tài khoản 214. 214 trên bảng cân đối tài khoản. Số dư á. Đây 214 tên của nó là hao mòn tài sản cố định này. Nhưng trong đó mình hay dùng nhất là 2141 là hao mòn tài sản cố định hữu hình. Nha. Dạ. Đấy em ghi vào đi. Nếu mà cái mạng này mà mở được thì chị mở cái bảng cân đối tài khoản này ra này. Là em sẽ thấy nó sẽ khớp đúng 211 là 455 triệu này luôn. 214 nó sẽ là 152 triệu này luôn nhá. Dạ. Đấy em ghi xong rồi chị hướng dẫn em thao tác trên Visa. Dạ.